Ladies and gents, this is the moment you've waited for. I am not a stranger to the dark. Gọi là hạnh phúc khi mà mình được lắng nghe những cái ca khúc đến từ bộ phim cũng như là đến từ hai nhà soạn nhạc đã từng đoạt giải Oscar thông qua bộ phim La La Land. Và lần này khi mà đến với lại The Greatest Showman thì Nhi đang chờ đợi những cái bản nhạc sẽ làm lay động trái tim và chạm đến tất cả những cảm xúc của người xem. Nói với Hugh Jackman thì Trương đã từng được biết là anh ấy hát rất hay qua một cái buổi lễ trao giải. Và đó là một điều rất là đặc biệt đối với lại những diễn viên Mỹ, đó là khi mà họ đã thực sự là tài năng rồi thì là bất kể một cái khả năng nào họ cũng đều rất là tuyệt vời. Một người sói nghệ sĩ hơn, biết hát, biết nhảy, biết lấy tình cảm của người khác. Khánh thì Khánh mong chờ cái sự trưởng thành, cái sự chuyển mình thành công, cũng như là những cái nét diễn tinh tế và đột phá hơn của Zac Efron. Tất cả diễn viên trong phim này đều là những người mà anh yêu mến. Và đặc biệt là có thêm một người mà Mỹ Văn rất là mê cô ta, đó là Michelle Williams. Mọi người muốn biết nhân vật của Hugh Jackman và Jack Elton trong bộ phim Bậc Thầy Của Những Ước Mơ như thế nào thì hãy đến rạp vào ngày 29 tháng 12 này nha.